music for me is very emotionally rewarding. I'm given a chance to materialize an idea or a feeling. I put a lot of myself into that, and I want people to hear that. Các bạn tiếp tục khui hộp liên tục và liên tục luôn. Đây, chiếc tai nghe mới nhất của hãng B&W đến từ Anh các bạn. BFX 7 nhưng mà phiên bản đời thứ hai các bạn. Cái phiên bản đời đầu của BX 7 này được Mai Nguyên bán ra lâu rồi. Bây giờ là phiên bản nâng cấp. Thì nó cho cái việc khử tiếng ồn tốt hơn các bạn. Đây là một trong những cái tai nghe mà các bạn có thể so sánh cùng với Bose, cùng với Sony, cùng với Sennheiser, cùng với B&O. Nó thuộc những cái tai nghe hạng sang, chống ồn và chụp tai. Đó, thì mình khui ra để trưng bày ngay tại cửa hàng Mai Nguyên. Và mời các bạn ghé trải nghiệm ha. Đó, thay vì khui ra trưng bày thì mình quay cái video để các bạn ở xa dễ hình dung. Nó sử dụng chip Qualcomm APTX. Nó tương thích với những cái dòng iPhone và iPad. Rồi, bóc siêu liên tục luôn. Người mà bóc siêu đồ công nghệ nhiều nhất chắc là mình quá. Ngày nào cũng lên clip khui hộp bóc siêu. Đó, một chiếc tai nghe. Đây các bạn, chiếc tai nghe chống ồn B&W ha, nó khác với B&O các bạn ha. Này, thương hiệu này đến từ Anh. Còn B&O là đến từ Đan Mạch các bạn ha. Đó, đồ cao cấp, khui ra nhìn thấy đã không? Đây là phiên bản màu đen các bạn. Nhìn mấy cái đồ cao cấp các bạn thấy cái hộp là sướng ha. Đó thì các bạn cũng có thể tới Mai Nguyên để trải nghiệm so sánh cái tai nghe này cùng với hàng loạt cái tai nghe mình mới kể ha. Thì khui ra nó có một cái catalog nè. Đó, bỏ trong cái hộp. Nói chung là không có gì hết. Chỉ là cái hướng dẫn sử dụng nhanh thôi. Đó. Thì tai nghe này nó không có cái cảm ứng trên bề mặt tai nghe các bạn, mà nó thiết kế kiểu truyền thống ha. Nút bấm. Đó. Nút bấm. Và đây là nhân vật chính. Cái logo Bauer & Wilkins nó nổi trên cái hộp. Các bạn thấy không? Rờ vô đã lắm. Và đây là cái dây kéo, cái hộp nè. Thì kéo đây, chiếc tai nghe hạng sang đến từ nước Anh. Đó, wow. Các bạn nào đam mê những cái thương hiệu xịn sò đẳng cấp ha, thì đây là cái tai nghe mà các bạn lựa chọn. Đây, phụ kiện nè. Đó, gồm một cái cáp C2C và một cái jack 3.5 Tusi các bạn ha, 3.5 Tusi. Cái tai nghe này nó không có hỗ trợ jack cắm 3.5 cũ kỹ nữa mà nó chuyển qua C rồi. Thì đây là cái cáp mà giúp các bạn nghe nhạc từ cái cổng C này. Nếu các bạn lên máy bay mà chẳng qua không có kết nối Bluetooth, thường mà máy bay không có kết nối Bluetooth thì các bạn cắm C tu jack cắm 3.5 truyền thống trên máy bay để các bạn ngồi nghe nhạc ha. Đó, không còn 3.5 bình thường nữa các bạn. Cái hãng cao cấp cho nên các bạn thấy là cái phần da nè, đệm tai nè, cực kỳ êm, cực kỳ mềm ha. Cái này không biết có lấy ra được hay không. Không, nó không có thiết kế hít để các bạn giật cái này ra được. Đó, phần đệm trên đầu cũng dùng cái loại da cực kỳ mềm. Và ở trên này thì họ làm cái vải màu đen luôn. Là cái màu đen của chiếc tai nghe này cực kỳ sang trọng các bạn. Cái lớp vải nè, quá đẹp. Ở bên đây có nút mở nguồn và nút Bluetooth. Đó, một số cái nút bấm. Ở đây chắc là tăng giảm âm lượng. Để lát mình coi thử nha. Này có một cái nút nữa. Đặc biệt là không có ghi một cái ký hiệu nào trên cái khu nút này các bạn. Cho nên các bạn phải dỡ catalog ra và tập làm quen.
Nó đơn giản vậy thôi. Bề mặt này không có cảm ứng, chỉ là cái logo BMW thôi. Cái gọng các bạn mở ra bằng cách kéo nè, có một cái thanh trượt ở đây đó, rồi xoay như vậy thôi. Nói chung là rất cổ điển ha, không có cái gì gọi là đột phá đó, nó rất là cổ điển, rất là đẳng cấp. Rồi mình đeo thử các bạn thấy coi nó đẹp không. Mình mới mở nguồn lên rồi, cách âm tuyệt vời, rất là sang ha. Chưa biết nghe nhạc hay hay không đó, một cái thương hiệu lừng danh, thiết kế đẹp sang trọng là đã thấy bắt mắt rồi các bạn ha. Đó, cực kỳ hấp dẫn luôn, chắc chắn là nghe nhạc hay các bạn. Ở đây là thương hiệu lừng lẫy mà những ai chơi đồ âm thanh, đồ high end quá quen thuộc với những dàn loa khủng của Power Wilkin ha. Đây các bạn lật catalog ra thì mình thấy cái nút trên cùng ha, là cái nút nguồn. Rồi sau đó mình kéo xuống 5 giây thì nó trở thành một cái nút để mình mở Bluetooth lên mình search ha. Đó, rồi tới ba cái nút tiếp theo. Ba cái nút tiếp theo này nè. Đây, đây đây ha, cái nút trên là nút tăng volume. Nút dưới cùng là giảm volume y chang mình đoán ha, và cái nút giữa là nút chơi nhạc và dừng nhạc. Các bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi, gác cuộc gọi, cái gác cuộc gọi hoặc là tiếp nhận cuộc gọi cũng là chính là cái nút đa chức năng, nút giữa này các bạn, chơi nhạc dừng nhạc nè. Còn hai nút trên dưới các bạn nhớ, trên tăng, dưới giảm âm thanh, ở giữa là đa chức năng đó. Còn ở bên trái này nó có cho mình một cái nút, nó để không cái chức năng, tức là các bạn có thể tùy biến ha, đó là cái nút tùy biến nè đó. Nút tùy biến thì mình dùng cái app để mình vào trong app mình chỉnh cái chức năng này là chức năng gì thì nó sẽ hoạt động theo cái ý của mình. Thì các bạn tải cái app về, sau đó các bạn set up, nó cũng khá là đơn giản như những cái sản phẩm khác thôi các bạn. Rồi mình không có nghe thử nữa các bạn, tại nghe thử có mình nghe mình nói cũng là các bạn sẽ không hình dung ha, nhưng mà đối với một cái thương hiệu BMW thì các bạn hiểu là cái sản phẩm này nó tốt tới cỡ nào ha. Rất là đẳng cấp và cái mức giá của nó cũng thuộc loại là top luôn. Những cái tai nghe chụp tai chống ồn hiện nay trên thị trường nó đắt hơn Bose, nó đắt hơn Sony đó, 10.950.000. Và cái tai nghe này sẽ lên kệ Mai Nguyên ngay khi cái video mình up lên đó, thì có hai màu các bạn, ba màu luôn, màu trắng nè, màu đen nè và màu blue đó. Ba màu rất là đẹp, rất là cao cấp ha. Thì đây là cái tai nghe nó chỉ nâng cấp thôi so với cái đời đầu. Cũ loa nó nghe hay hơn. Rồi cái khả năng loại tiếng ồn tốt hơn các bạn. Những cái thông tin này mình đã cập nhật chi tiết trên website mainguyen.vn, các bạn lên đây để xem chi tiết hơn ha. Đó thì cái thời lượng pin các bạn, chiếc tai nghe này lên tới 30 tiếng luôn. 30 tiếng thì cho các bạn bay một chuyến bay dài cực kỳ thoải mái ha, mà không cần phải sạc. Trọng lượng của cái tai nghe này là 307 gram, khá nhẹ, 307 gram. Và cái USB-C mang lại cho các bạn một cái sự tiện lợi khi các bạn sạc ha, đặc biệt là các bạn sạc nhanh bằng cổng C. Và cái cáp C thì cũng quá dễ dàng ha, những cái điện thoại các bạn hay dùng cáp C. Nghe được anh, nghe hay á. Mới vừa cho em Khoa thử nè các bạn. Đang cho em Khoa thử nghe nè, mình đang cầm máy quay nè. Khoa khen lắm. Hay. Hay lắm hả? Hay. Xuất sắc luôn hả? Dạ. Chi tiết không? Thầy nghe nhạc trữ tình là tuyệt vời đúng không? Đó các bạn thấy đẹp không? Hay. Chúng ta nghe đẹp sang ha. Quá xuất sắc. So sánh được với chiếc nào? Nghe nhạc trữ tình hết ý. Hết ý luôn hả? Ở ngoài đang nói chuyện ông không nghe luôn. Em đang nghe Lam Nhã Muộn Màng. Nghe Muộn Màng của Lam Nhã hả? Muộn Màng. Tê tái luôn hả? Dạ. Nỗi đau muộn màng nghe tê tái. Nỗi đau muộn màng nghe tê tái. Các bạn ghé nha, các bạn ghé Mai Nguyên 144 V6 mình trưng bày cái tai nghe này. Các bạn nghe thử.
mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về thưởng thức âm nhạc các bạn. Tuy nhiên thì mình và Khoa vừa nghe thử thì một cái bài của Lâm Nhã, nó êm, nói chung là những cái thể loại nhạc trữ tình thì cái hãng B&W này là vô địch các bạn ha, cho một cái chất âm tuyệt vời và nó là khó diễn tả được. Mình không hiểu diễn tả như thế nào, như mình đang ngồi trong một cái phòng trà mà nghe âm thanh nó cực kỳ êm ái và cực kỳ chi tiết các bạn. Mời các bạn ghé trải nghiệm. Mình đang cho ông Phước phè phẩn nghe thử các bạn, vừa chống ồn đỉnh mà vừa nghe nhạc gọi là tuyệt vời. Thôi dừng ơi, dừng. Chống ồn kinh quá không nghe hả? Không, không nghe. Nói một cái cảm giác rất là nhanh. Hay. Hả? Hay. Hay thôi hả? Hay sao? Hay chi tiết hay sao chứ? Nói chung là cái tai này nó sẽ hợp cho những ai mà thích nghe những nhạc ballad nhẹ nhàng như là nhạc Lương Nhã đó. Thì đó là nhạc kiểu gì đó, Tuấn Ngọc, Nguyên Khang. Chính xác. Nghe rất hay và nghe rất là chi tiết luôn, nghe đã lắm. Đúng như chất âm của những cái hãng này đó, hãng hay. Nhưng là cái cách âm con này á thì rất ngon nha. Nó có hiện như mình nói nãy giờ anh kia mình không nghe luôn á, thì không có nghe. Và cái lớp da này bạn đeo nó rất là êm nha. Êm lắm, mềm lắm. Rồi tay mềm. Lấy cái tay rời vô coi. Đây nè. Nó mềm giá mang luôn. Đây, đó. Này là máy bay ngủ tay tay luôn hả? Đúng rồi. Biên này nó tròn các bạn. Đó, ở đây mà so sánh với những hãng khác là đúng rồi, chắc phải là ngất ngay với em này. Chính xác, đẹp lắm, nghe đã nữa, tuyệt vời. Được á, chịu liền nữa không? Chịu. Giờ chỉ còn lúa hay không thôi phải không? Đúng rồi, còn lúa thôi. Lúa thôi, và cái thể loại mà mình thích có đúng gu hay không thôi đúng không? Rồi bây giờ mình đem xuống trưng bày ở dưới cửa hàng 144 Valley 6 các bạn. Có một cái quầy B&W ha. Thì các bạn ghé đây nha, ghé đây trải nghiệm và đừng quên so sánh với rất nhiều những chiếc tai nghe tương đồng như thế này của những hãng lừng danh đều có mặt ở Mai Nguyên. Thì toàn những cái tai nghe đó cũng là mình khui ra rồi để đó các bạn nghe thử thôi. Chứ cái này mình không có ngồi đánh giá chi tiết từng sản phẩm được. Đó. Trưng bày, chào tạm biệt các bạn và mời các bạn ghé trải nghiệm. Bye bye.